Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio Siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 4280 đến 4284, tập 4280, tiểu phàm, ngươi, thiên nữ thấy một màn này cũng là lớn kinh, vô tướng Tôn Vương Tim đã bị đâm thủng, sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua, không có ngũ quan trên khuôn mặt, sông lên máu tươi, một phiến thảm đỏ, đặc biệt khủng bố, nhân quả luật, ngươi Ngươi lại có thể nắm giữ nhân quả luật lực lượng, vô tướng tôn vương không dám tin tưởng, cả người đều run rẩy hắn từ nhâm phi phàm một kiếm này bên trên, cảm nhận được liền nhân quả luật lực lượng, nhân quả luật, là không không lúc nào không bên trong quy luật lực lượng, là vận mệnh oai hiển hóa, nhân quả luật giết người, vượt qua hết thảy quy luật, chỉ cần ngươi nói một người chết, người đó liền tất nhiên sẽ chết, đây chính là nhân quả luật lực lượng, vượt qua hết thảy, ta muốn người chết, ngươi lại không thể sống. Nhân quả vận mệnh, khủng bố như vậy nhâm phi phàm đang một kiếm đang bao hàm nhân quả luật lực lượng bỏ mặc vô tướng tôn vương đạo pháp như thế nào tuyệt diệu vậy chạy khỏi bất quá nhân quả vận mạng truy kích thiên nữ trong đầu nghĩ tiểu phàm chấp trưởng thiên đế kim luân lại có thể có thể thúc giục nhân quả luật lực lượng quả thực là khủng bố ta được chú ý đề phòng một tiếng nổ vô tướng tôn vương thân thể bị đâm thủng mất đi lực lượng từ không trung trùng trùng rơi xuống vừa vặn nện ở vậy thiên khải trí tôn pho tượng trên thiên khải trí tôn pho tượng sụp đổ, vỡ vụn ngã xuống đất, tộc trưởng đại nhân, chung quanh minh vô tộc mọi người cửa, thấy vô tướng tôn vương bị chém xuống, đều là chấn động chỉ, giờ khắc này nhâm phi phàm, ở trên trời đế kim tua chiếu dọi xuống, sáng rực không thể ngẩng mặt, huy hoàng vô địch, vô tướng tôn vương chỉ cảm thấy sinh mạng đang không ngừng trôi qua, tự biết hẳn phải chết, nội tâm tràn đầy căm hận, hét lớn, nhâm phi phàm, thiên nữ, các ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn các ngươi chôn theo triệu thánh tế tinh diệu mở mắt thiên khải trí tôn hạ xuống đi ở sinh mạng cuối cùng vô tướng tôn vương phát ra tức giận gầm thét đọc lên cổ xưa thần chú bình bịch bịch một màn kinh khủng xuất hiện chỉ gặp toàn bộ minh vô tộc mấy triệu tộc nhân ở trong nháy mắt thân thể nổ tung cháy lại có thể toàn bộ bị vô tướng tôn vương sống sờ sờ hiến tế rớt mấy triệu minh vô tộc tánh mạng hiến tế hào hùng sinh mệnh lực tính tín ngưỡng năng lượng hội tụ thành ngập trời nước lũ nghịch sông lên thiên lấy cái này cổ nước lũ là tế hiến rất xa không không lúc nào không chỗ sâu truyền ra một đạo mãi mãi thê lương làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm trầm thấp như thần ma nói nhỏ là ai ai đang kêu gọi ta cái này cổ thanh âm rơi xuống thiên khải trí tôn bể tan tành pho tượng bên trong bắn liền ra một đạo đen nhánh mang khí xông thẳng tới chân trời hóa thành một món mơ hồ bóng người thân ảnh kia đặc biệt mông lung hư hơi giống loãng hiển nhiên chỉ là một đạo ý chí chiếu nhưng chỉ là một đạo ý chí, bộc phát ra hơi thở, nhưng là long trời lở đất, cuồng bạo hắc khí chấn động, lại có thể liền nhâm phi phàm thiên đế kim luân, ánh sáng đều bị thoáng chế trụ một ít, giáo chủ đại nhân, ta, vô tướng tôn vương kích động ngẩng đầu, vậy đạo ý chí hình chiếu, chính là trong truyền thuyết thiên khải trí tôn, tử thần giáo đoàn giáo chủ, hắn muốn nói gì, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực đã hao hết, cái kế tiếp âm tiết còn chưa kịp nói ra, liền khí tuyệt toi mạng, thân thể hóa thành kiếp bụi toàn bộ minh vô tộc người vậy toàn bộ chết hết đều bị hiến tế hết cử tộc hiến tế thiên khải trí tôn bóng người được triệu hoán xuống thiên khải trí tôn dung mạo nhìn như cũng không tính là già nhưng vậy tuyệt không trẻ tuổi giữa chán quanh quẩn một cổ nồng nặc bể dâu cùng bi thương diệp thần cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy thê lương thần sắc thật giống như trải qua liền thế sự hết thảy bể dâu vô số khổ nạn cùng hành hạ thêm chư cả người hắn chỉ là nhìn như vậy thê lương diễn cảm trong lòng liền bị xúc động, thiên khải trí tôn nhìn khắp bốn phía, từ diệp thần, đảm nhiệm thiên nữ, nhâm phi phàm, vũ hoàng giã cùng trên người, từng cái quét qua, cuối cùng hắn ánh mắt rơi vào diệp thần trên mình, nhìn diệp thần trong tay nhân hoàng thánh đao, người là luân hồi chi chủ, người rút ra ta đao, thiên khải trí tôn có chút kỳ dị, lại lắc đầu, được rồi, tuy nói vận mạng chỉ dẫn, muốn ngươi cho ta người thừa kế, nhưng ta không muốn, thanh đao này trả lại cho ta đi hắn ngón tay cách không khều một cái một cổ lực lượng thần bí truyền ra diệp thần liền cảm thấy nhân hoàng thánh đao muốn rời tay bay ra nhưng thần đao một hồi kịch liệt ông minh lại có thể như có linh tính gắt gao dính vào diệp thần trong tay không chịu cởi bay ra ngoài vù vù ngược lại thì diệp thần thu ở trong người thiên khải ma kiếm vào thời khắc này bị cảm cho đòi bay ra ngoài rơi vào thiên khải trí tôn trong tay cái này thiên khải ma kiếm cũng là năm đó thiên khải trí tôn chế tạo binh khí thiên khải trí tôn lấy về ma kiếm lại không có thể chịu hồi nhân hoàng thánh đao nhất thời một hồi giật mình diệp thần cũng là một hồi kinh ngạc bởi vì hắn cảm thấy nhân hoàng thánh đao sinh ra linh tính lại có thể nhận hắn là chủ nhân không chịu trở về đến thiên khải trí tôn trong tay tiếm quyền người đao là ta thiên khải trí tôn thấy vậy vậy thì không cách nào lại giữ bình tĩnh một hồi tức giận vung tay lên như che khuất bầu trời hướng diệp thần bắt đi còn muốn trực tiếp động sát thủ Diệp thần nhất thời cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, cái này thiên khải trí tôn, coi như chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, uy thế cũng là long trời lở đất, so tiên đế cũng không kém được chỗ nào, chú ý. Nhâm phi phàm và thiên nữ nhất thời kêu lên, sau đó liên thủ, song song bảo vệ diệp thần, hai người bàn tay tóe ra tiên đế thần quang, tạo thành một cái vòng bảo vệ, thiên khải trí tôn bàn tay chộp tới, nhất thời bị cái này vòng bảo vệ văng ra, luân hồi hộ đạo giả, còn có, luân hồi chi chủ tiểu thiếp, các ngươi cũng phải không vâng lời ta ý chí, thiên khải trí tôn gương mặt vặn vẹo, hai tròng mắt dâng lên ý định giết người, động thủ, nhâm phi phàm vung tay lên, tiên hạ thủ vi cường, thiên đế kim luân ở trong tay hắn, hóa thành một cái màu vàng kim thiên đế kiếm, chém ngược ông trời, chém thẳng thiên khải trí tôn thân thể, thiên nữ vậy là đặc biệt an ý, tốc độ phản ứng cực nhanh, băng hoàng kiếm nghịch không đâm ra, hai đại tiên đế cường giả liên thủ xuất kiếm, Quy thế đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, thiên khải trí tôn dơ lên ma kiếm đón đỡ, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, thực lực chưa đủ bản thể trong một phần trăm, hoàn toàn không phải nhâm phi phàm và thiên nữ địch thủ, chỉ là nhất kích, thiên khải trí tôn ma kiếm, liền bị đánh mở, sau đó thân thể bị xuyên qua, linh khí ngay tức thì tán loạn, diệp thần thấy thiên khải trí tôn bị đánh bại, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may nhâm phi phàm và thiên nữ đều tới nếu không hắn một mình đối mặt thiên khải trí tôn chỉ có một con đường chết nhâm phi phàm và thiên nữ trong lòng cũng là vui mừng nếu như bọn họ chỉ có một cái người mà nói coi như có thể chiến thắng thiên khải trí tôn đạo ý chí này chỉ sợ cũng phải hao phí không thiếu tinh lực hôm nay hai người liên thủ vậy thì ung um dung nhiều rất tốt sổ nợ này ta ghi nhớ thiên khải trí tôn thân thể dần dần tiêu tán phát ra thanh âm thê lương trừ phi các ngươi vĩnh viễn không bước vào không không lúc nào không nếu không chờ các ngươi bước vào ngày hôm đó, chính là các ngươi ngày rỗ, hoặc là, ta chân thân nếu có thể hạ xuống đời này tinh không, các ngươi hẳn cũng phải chết. Lời nói xong, thiên khải trí tôn thân thể tản đi, vậy cầm ma kiếm rớt xuống, phù vù, vù, ma kiếm bên trên, lại vẫn mang thiên khải trí tôn một chút cửu hận, như có ma tính vậy, đột nhiên hướng một người ám sát đi, người này, không phải nhâm phi phàm, không phải thiên nữ, không phải diệp thần, mà là vũ hoàng dã thiên khải ma kiếm phong tỏa vũ hoàng giã một kiếm bay xuống ám sát liền xuyên qua vũ hoàng giã tim vũ hoàng giã sợ ngây người hắn hoàn toàn không nghĩ tới thiên khải trí tôn ở tiêu tán trước lại muốn giết hắn diệp thần nhâm phi phàm thiên nữ ba người cũng là lấy làm kinh hãi học trò người thế nào diệp thần bay đến vũ hoàng giã trước người thấy vậy ma kiếm đâm xuyên qua tim hắn không khỏi được thương tâm tức giận sư phụ ta ta thật giống như không có sao vũ hoàng giã ở ngần ra sau này phát hiện mình ý thức còn đặc biệt thanh tỉnh tim hắn bị đâm thủng vết thương đau nhức cả người sinh mạng hơi thở vậy đang nhanh chóng trôi qua khoảnh khắc tới giữa người khác đã chết không cảm giác được chút nào người sống hơi thở tồn tại nhưng hết lần này tới lần khác hắn ý thức còn rất thanh tỉnh hắn chậm rãi động thủ đem gai xuyên tâm ma kiếm rút ra không có lại cảm thấy đau đớn hắn cổ thân thể này đã chết cái này đây là chuyện gì xảy ra diệp thần ngây dại hắn không có lại cảm nhận được vũ hoàng dã sinh mạng hơi thở, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn sống, ý thức rất thanh tình, trong ánh mắt có ánh sáng, vũ hoàng dã cũng là kinh ngạc, tay nhấc thiên khải ma kiếm, nói, sư phụ, ta thật giống như chết, nhưng ta nhưng còn sống, diệp thần trong lòng chấn động một cái, người chết rồi, nhưng còn sống, như thế quỷ dị tình huống, hắn chỉ ở lữ động huyền trên mình xem qua, lữ động huyền nói, sống chết là một khối, thật ra thì cũng không khác biệt nhưng ở thần minh lực lượng chúc phù hô hạ, người chết cũng có thể sống ở cõi đời này, ví dụ như Lữ Động Huyền, ngay cả có dạ mẫu chúc phù hộ Hắn chết, nhưng thiên khải trí tôn che chở hắn, để cho hắn còn sống, không không thời không quy luật, đặc biệt thần bí, muốn giết chết một người, là đặc biệt khó khăn, nhất định phải đem tất cả quá khứ vị lai thời gian tuyến, xóa bỏ toàn bộ, xóa sạch tất cả dấu vết, mới có thể chân tránh đem một người giết chết, nếu như không phải như vậy chỉ cần có một chút xíu cái khác thời gian tuyến tồn tại người liền có thể có thể lấy người chết thân thể đi ở cõi đời này nhâm phi phàm đi tới trước ánh mắt ở vũ hoàng giã trên mình đảo qua coi liền biết được nhân quả vũ hoàng giã thật ra thì đã bị giết chết nhưng thiên khải trí tôn lại dùng không không thời không quy luật che chở hắn để cho hắn đã chết người khu sống sót hậu thế cái này thật là là hiện thế khó có thể tưởng tượng thủ đoạn diệp thần chỉ có khiếp sợ thiên khải trí tôn nếu giết ta lại vì sao phải che chở ta vũ hoàng giã ngây dại hắn chỉ cảm thấy mình thành một con cờ phải bị thiên khải trí tôn bố trí hắn giết chết là điều này thời gian tuyến thượng ngươi che chở ngươi là khác một cái thời gian sợi ở khác một cái thời gian tuyến trên ngươi có thể không còn là luân hồi trí chủ học trò mà là một cái phản đồ nhâm phi phàm nhìn thẳng vũ hoàng giã chậm rãi nói ra mình suy đoán giọng nhưng là có chút xâm nghiêm vũ hoàng giã cũng nghe không hiểu lắm Nhâm phi phàm nói đồ, liên quan đến không không thế giới thời không nhân quả, thế giới hiện thật liền không mấy người có thể nghe hiểu, hắn chỉ nghe hiểu, phản đồ, hai chữ, không, ta sẽ không thuộc phản bội sư phụ, vũ hoàng giã chán nổi gân xanh nhô lên, lớn tiếng nói, hắn trăm ngàn cay đắng bái sư, làm sao sẽ phản bội diệp thần, nhâm phi phàm ha ha cười một tí, nhìn diệp thần nói, cái này thiên khải trí tôn, thật là hảo tâm tư, thật là thủ đoạn, hắn biết người sẽ không giết lung tung vô tội cho nên cố ý đem người này làm con cờ, vì tương lai hạ xuống hiện thế làm chuẩn bị. Một bên thiên nữ, liếc vũ hoàng dã một mắt, con người run lên, nói, Diệp thần sẽ không giết lung tung vô tội, vậy ta bỏ ra tay tốt lắm, miễn được lưu một cái gieo họa, vừa nói liền muốn ra tay, hoàn toàn tiêu diệt vũ hoàng dã đừng giết ta, vũ hoàng dã kinh hoàng lui về phía sau, run lẩy bẩy, thiên nữ tỉ tỉ, không nên sằng bậy, Diệp thần vậy vội vàng ngừng thiên nữ, đúng như là nhâm phi phàm mà nói hắn sẽ không giết lung tung vô tội, huống chi vũ hoàng giã vẫn là đồ đệ của mình, nhâm phi phàm cũng nói, đừng giết người lung tung, giữ lại tính mạng hắn đi, thiên nữ nói, vì sao, ngươi sẽ không sợ hắn tương lai phản bội, nhâm phi phàm nói, chỉ cần là ở chỗ này đời tinh không dưới, bất kỳ người phản bội, chỉ có một con đường chết, cũng không chạy khỏi ta kiếm, ta có tự tin này, lưu hắn còn sống, tương lai thiên khải trí tôn nếu như muốn hạ xuống. Nhất định là từ trên người hắn bắt đầu chúng ta cũng có phương hướng tốt hơn tràn đầy không mục đích lời nói này bình thản tự nhiên nhưng tự có một cổ sát phạt kiêu ngạo vũ hoàng giã vui vẻ nói đa tạ tiền bối tha mạng ta thể không phụ lòng luân hồi thiên nữ nhún vai một cái nói tùy các ngươi đi dù sao ta cùng các ngươi luân hồi trận doanh là địch không phải bạn các ngươi bị người phản bội vậy chuyện không liên quan ta cái này là địch không phải bạn bốn chữ đặc biệt trói tai diệp thần nghe vào trong tai trong lòng rất không phải mùi vị nhâm phi phàm ngược lại là không có vấn đề đổi câu chuyện nói thiên nữ ngươi nói phải đi tiên đế đài quyết chiến thiên nữ nói ưm um, vậy tiên đế đài ở thanh lại vực chúng ta qua bên kia quyết chiến cũng không cần lo lắng bị người quấy dày cũng sẽ không có người đục nước béo cò thanh lại vực là thanh lại thương hội địa bàn mà thanh lại thương hội sau lưng nắm giữ nhân vật chính là trong truyền thuyết dạ mẫu từ cửu thần thời đại thẳng đến hiện tại rất nhiều cổ thần đều ở đây trong chiến tranh chết đi, không chết vậy gánh bị trọng thương, thoi thóp. Nhưng dạ mẫu, lại không có bị ảnh hưởng quá lớn, nàng bị nham thần thiên tôn đánh bại sau đó, liền một mực ẩn cư, ngược lại nhân hoạn đắc phúc, ở thần minh trong chiến tranh bị tổn thương nhỏ nhất, đến ngày hôm nay như cũ giữ thân xác cùng hoàn chỉnh thần cách, ở nàng uy nghiêm hạ, ai cũng không dám ở thanh lại vực gây chuyện, tập 4281, thiên nữ đem quyết chiến địa điểm đặt ở thanh lại vực tự nhiên lại không quá thích hợp, nhâm phi phàm nói, tiên đế đài cũng tốt, kiếm môn và vạn khư, muốn đến sẽ không công khai đắc tội giả mẫu, nhưng tử thần giáo đoàn liền khó nói, thiên nữ nói, không cần lo lắng, trừ phi ma nữ tự mình hạ xuống, nếu không không thể nào phá hoại thanh lại vực trật tự, nhâm phi phàm nói, được, cụ thể quyết chiến thời gian, định ở 10 ngày sau như thế nào, thiên nữ nói, có thể, vậy 10 ngày sau, tiểu phàm, chúng ta quyết tử chiến một trận, ta sẽ từ trên mình ngươi đoạt lại ta thiên mệnh khí vận nhâm phi phàm nói ta cũng sẽ giết ngươi là luân hồi xóa bỏ chướng ngại chặt đứt tình nghiệt tội tơ quay đầu hướng diệp thần nói thằng nhóc vậy ta đi trước nơi này liền giao cho ngươi dứt lời nhâm phi phàm biến dạng hư không rời đi đảm nhiệm thiên nữ mắt đẹp nhìn diệp thần ánh mắt khá là phức tạp rồi sau đó nhẹ bước đi tới trước nhắm mắt lại nhu tình trăm vòng nhẹ nhàng hôn diệp thần một tí nói đứa nhỏ ta cũng đi thật ra thì ta có một lá bài tẩy rất có thể xuất kỳ bất ý đem tiểu phàm giết chết cùng giết chết tiểu phàm sau đó ta cũng sẽ đem người giết chết cướp đoạt người hết thảy nhưng người yên tâm ở người trước khi chết ta sẽ cho người nhất vô thượng vui vẻ nàng ôn nhuễn thân thể gần sát đến diệp thần trên mình lặng lẽ kéo diệp thần tay ở trên người mình vuốt ve một tí tư thái mười phần mập mờ sau đó một tiếng cười khẽ hóa thành gió tuyết rời đi diệp thần ngơ ngác nhìn thiên nữ rời đi bóng người buồn bã mất mát cũng không biết thiên nữ lá bài tẩy là cái gì sư phụ một bên vũ hoàng giã khẽ gọi nói lại đem thiên khải ma kiếm trình lên đưa cho diệp thần hiện tại vô tướng tôn vương chết minh vô tộc toàn bộ tiêu diệt có rất nhiều sự việc cần xử lý diệp thần phục hồi tinh thần lại khoát khoát tay nói cái này cầm ma kiếm ngươi cầm đi tương lai thiên khải trí tôn như từ trên mình ngươi hạ xuống ta cũng có thể cảm ứng được diệp thần từng dùng thiên khải ma kiếm chém ra thiên quân phong thần bia bộ phận cấm chế, cùng thanh kiếm này nhân quả liên lụy cực sâu, nếu như sau này thiên khải trí tôn thật hạ xuống, cũng tiếp xúc tới thanh kiếm này, diệp thần là có thể lập tức cảm ứng được, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, dạ, sư phụ, vũ hoàng dã nhận lấy thiên khải ma kiếm, lại cắn răng nói, sư phụ, người yên tâm, ta sẽ không thuộc phản bội ngươi, diệp thần gật đầu một cái, không nói gì thêm, ngừng đầu nhìn phía bầu trời, cảm thấy trước đó chưa từng có mệt mỏi theo vô tướng tôn vương và minh vô tộc tiêu diệt bao phủ ở cái thế giới này hắc ám khí tức hoàn toàn tản đi bầu trời khôi phục quang đãng mặt trời chiếu sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở diệp thần trên mình hắn có chút muốn ngủ hắn mới vừa cùng vô tướng tôn vương đánh một trận thân thể tiêu hao thực sự quá lớn sư phụ ta đỡ ngươi đi về nghỉ vũ hoàng giã cung kính nói ư ừ, diệp thần gật đầu một cái lập tức liền do vũ hoàng giã dìu đỡ trở lại vạn tộc tổ địa vạn tộc tổ trong đất các võ giả, thấy hắc ám tan đi, đã biết vô tướng tôn vương chết, cử tộc mừng rỡ như điên, hoan hô gầm thét, đều ở đây tán tụng luân hồi vĩ đại, diệp thần ở vạn tộc tổ địa bên trong nghỉ ngơi ba ngày, trạng thái thân thể đã khôi phục lại đỉnh cấp, thần thái sáng láng, minh vô khu đã đổi tên là Long Đằng Khu, lấy kỷ niệm diệp thần chiến công, ở nơi này ba ngày thời gian bên trong, Long Đằng Khu công việc. Diệp thần giao cho lục hòa thiền và vũ hoàng giã xử lý ở long đằng khu các nơi cũng tạo lập được diệp thần pho tượng tất cả người quỳ bái diệp thần cảm thấy vô số tín ngưỡng lực hội tụ đến trên người mình để cho khí vận của hắn tích góp được càng bàng bạc nếu như tín ngưỡng đầy đủ hắn thậm chí có thể hội tụ thần cách trở thành trong truyền thuyết thần minh đồng thời diệp thần giã công vải chân tướng tỏ rõ mình thực lực cũng không có các tín đồ tưởng tượng như vậy ngoại hạng hắn cách chân lý đỉnh cấp đường phải đi còn rất dài rất nhiều tín đồ ở sau khi biết chân tướng, tín ngưỡng cũng không có sụp đổ, như cũ kiên định, bởi vì, Diệp Thần xóa bỏ long đằng khu hắc ám, đã dùng thực lực tỏ rõ, hắn có đầy đủ tiềm lực, tương lai chấp trưởng chân lý đỉnh, ngày này, Diệp Thần chuẩn bị rời đi, nhâm phi phàm và thiên nữ đại chiến sắp tới, hắn chuẩn bị đi thanh lại thương hội xem cuộc chiến, sư phụ, đây là, vũ hoàng giã đi vào long đằng trong đại điện, tựa hồ có chuyện muốn muốn bẩm báo, chuyện gì, Diệp Thần hỏi, sư phụ. Bên ngoài có lão đầu, tự xưng kêu Tiêu Tinh Hà, hắn nói hắn muốn gặp ngươi, Vũ Hoàng Giã nói, Tiêu Tinh Hà. Diệp thần con ngươi hơi co lại, Tiêu Tinh Hà, chính là 10 đại thiên quân trong thế gia, Tiêu gia lão tổ, 8 đại thiên kiếm đúc người, trong truyền thuyết kiếm thần lão tổ, theo Diệp thần biết, Tiêu Tinh Hà đã lần nữa rời núi, cũng trở lại vạn khư, là Vũ Hoàng cổ đế cống hiến, nói cách khác, Tiêu Tinh Hà là Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền, Diệp thần trong đầu nghĩ, kiếm thần lão tổ tới gặp ta không biết có chuyện gì hắn do dự chốc lát vẫn là nói kêu hắn vào đi vũ hoàng giã nói ừ xoay người đi ra ngoài chỉ chốc lát sau hắn liền mang theo một cái ông già bước vào trong đại điện vậy ông già chính là kiếm thần lão tổ tiêu tinh hà tiêu tinh hà tinh thông binh tự quyết kỹ thuật luyện khí siêu tuyệt nhưng võ đạo tu vi cũng không coi là bao nhiêu cường hãn diệp thần cảm nhận được tiêu tinh hà hơi thở liền có thể khẳng định lấy mình thực lực trước mắt đơn đả độc đấu mà nói đủ để giết chết đối phương. Đã từng ở diệp thần trong mắt, cao cao tại thượng thiên quân lão tổ, hiện tại hắn đã có chém giết tư cách, có thể tưởng tượng được, hắn tiến vào thái thượng thế giới sau đó, tiến bộ có bao nhiêu lớn, luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ, tiêu tinh hà gặp được diệp thần, cười khổ một tí, khom người cúi đầu thi lễ, thái độ khá là khiêm tốn, tiêu tiền bối, vẫn khỏe chứ, diệp thần tâm tình cũng là khá là phức tạp, hắn cùng tiêu tinh hà, giao tình khá là không tệ, nhưng đối phương lần nữa là vũ hoàng cổ đế cống hiến, vậy cũng không cách nào lại làm bạn. Tiêu tinh hà tự hồ nhìn ra diệp thần suy nghĩ, cười khổ nói, ta là vũ hoàng cổ đế cống hiến, cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn cầm ta tiêu gia tộc nhân tánh mạng uy hiếp, như ta không rời núi, hắn liền giết tiêu gia ta toàn tộc, hơn nữa vậy sẽ không bỏ qua ta, diệp thần mặt không cảm giác, nói, ta rõ ràng, tiền bối, người cứ việc nói thẳng đi, người tới hôm nay tìm ta, vì chuyện gì, tiêu tinh hà nói vũ hoàng cổ đế ủy thác ta kêu ta chế tạo một thanh kiếm sao dùng để chứa thiên tội cổ kiếm thiên tội cổ kiếm diệp thần tim căng thẳng cái này thiên tội cổ kiếm là bốn lớn cao nhất thần khí một trong sát phạt đặc biệt ác liệt ban đầu thiên nữ chính là bị thiên tội cổ kiếm chém thành trọng thương tiêu tinh hà nói tiếp đúng vậy vũ hoàng cổ đế cùng không không lúc nào không câu thông càng ngày càng sâu hắn muốn đem thiên tội cổ kiếm triệu hoán xuống chém ngang thái thượng thế giới xưng bá vô địch nhưng vậy thiên tội cổ kiếm ở bốn lớn cao nhất thần khí bên trong xếp hạng thứ nhất thần uy mênh mông kiếm thế kinh thiên không phải hiện thế quy luật có thể chứa muốn chứa thiên tội cổ kiếm nhất định phải có một cái đủ quá cường hãn vỏ kiếm cho nên vũ hoàng cổ đế ủy thác ta chế tạo vỏ kiếm nếu như ta đánh làm không được hắn liền giết cả nhà ta diệp thần hỏi tiền bối ngươi còn nắm chắc chế tạo tiêu tinh hà nói đã từng có coi bói nói ta lên ứng thiên khải tinh nếu như nói ở không không lúc nào không bên trong, thiên khải trí tồn luyện khí thứ nhất, vậy, ở thế giới hiện thật, ta luyện khí thành tựu, chính là thứ nhất, vũ hoàng cổ đế cầm tu la kiếm hồn cho ta, lấy tu la kiếm hồn là vật liệu, hơn nữa vũ hoàng thiên giới địa mạch linh khí, vạn khư thần điện tích lũy khí vận, ta có lòng tin chế tạo ra vỏ kiếm, diệp thần trong lòng chấn động một cái, nói, tiền bối, tu la kiếm hồn ở bên trong tay ngươi, vậy tu la kiếm hồn, là luân hồi thiên kiếm cuối cùng một đạo kiếm hồn, nếu như lấy được nói diệp thần luân hồi thiên kiếm liền có thể khôi phục nguyên vẹn đến lúc đó hắn luân hồi huyết mạch cũng có thể tiến một bước mạnh mẽ nói không chừng luân hồi thất tinh vậy sẽ đi theo lột xác thức tỉnh ban đầu vì tranh đoạt tu la kiếm hồn diệp thần trả giá thiên giá thật lớn đáng tiếc cuối cùng vẫn là không giành được vậy tu la kiếm hồn vậy rơi vào vũ hoàng cổ đế trong tay hắn nơi nào nghĩ đến hôm nay cái này tu la kiếm hồn lại có thể ở tiêu tinh hà trên tay tiêu tinh hà phụng vũ hoàng cổ đế mệnh lệnh phải dùng tu la kiếm hồn đúc vỏ kiếm lấy chứa thiên tội cổ kiếm tiêu tinh hà nói không sai tu la kiếm hồn ở ta trong tay luân hồi chi chủ ta lần này tới là muốn cùng ngươi làm một giao dịch diệp thần nói giao dịch gì tiêu tinh hà nói ta có thể đem tu la kiếm hồn cho ngươi nhưng diệp thần ngạc nhiên nói ngươi phải đem tu la kiếm hồn đưa cho ta ngươi không phải muốn đánh tạo vỏ kiếm sao sẽ không sợ vũ hoàng cổ đế trách phạt, hắn ban đầu vì tranh đoạt tu la kiếm hồn, có thể nói là sát phí khổ tâm, nào nghĩ tới vào giờ phút này, tiêu tinh hà lại có thể nói thẳng muốn tặng, tiêu tinh hà cười khổ nói, ta dùng tu la kiếm hồn, tuy có thể lấy chế tạo ra vỏ kiếm, nhưng tự thân giá phải trả vậy tất nhiên to lớn, thậm chí phải bỏ ra tánh mạng, ta còn không dòm ngó gặp con đường luyện khí đỉnh cấp, nhưng không nghĩ lúc này chết đi. Diệp thần nhướng mày một cái, nói, vậy ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì? hắn biết tu la kiếm hồn cực kỳ chân quý tiêu tinh hà không thể nào trắng trắng tặng tất nhiên có giá phải trả tiêu tinh hà ánh mắt bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía đứng ở một bên vũ hoàng giã chỉ hắn nói ta muốn hắn vũ hoàng giã ngạc nhiên chỉ chỉ mình ta tiêu tinh hà nói đúng vậy trên mình ngươi có thiên khải trí tôn hơi thở chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ ta coi như không có tu la kiếm hồn thậm chí không có bất kỳ vật liệu đều có thể vô căn cứ đúc xuất kiếm sao bởi vì thiên khải trí tôn, chính là trên đời lợi hại nhất luyện khí sư, chỉ cần có thể được hắn một chút xíu ban phúc, muốn đánh tạo một cái chứa thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, cũng không phải là việc khó, lấy lại bình tĩnh, hướng diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi xem khoản giao dịch này như thế nào, đem ngươi cái này vũ hoàng giã ủy thác cho ta, hắn làm ta trợ thủ, giúp ta đúc vỏ kiếm, ta liền không cần chết, ngươi cũng có thể bắt được tu la kiếm hồn, giao dịch này, đối với chúng ta hai bên đều có chỗ tốt. Diệp thần nghe xong tiêu tinh hà mà nói, nhất thời tâm loạn, chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, vũ hoàng giã trợn mắt hốc mồm, hắn cũng biết tu la kiếm hồn trọng yếu, là để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục hoàn chỉnh hy vọng duy nhất, nhưng, muốn hắn đi làm tiêu tinh hà trợ thủ, quả thực để cho hắn có chút bất an, dẫu sao, tiêu tinh hà là vạn khư người bên dưới, hắn nếu là trở lại vạn khư, luân hồi tín ngưỡng rất có thể dao động, bởi vì, hắn thân cái vũ hoàng huyết mạch, thân phận quá đặc thù nếu như ở bên ngoài, hắn có thể bảo đảm, mình sẽ không thuộc phản bội Diệp Thần, nhưng đi vạn khư, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không, dừng một chút, Vũ Hoàng ra ánh mắt bỗng nhiên rét một cái, bung ra sát khí, hướng Diệp Thần nói, sư phụ, chỉ cần giết lão đầu này, tu la kiếm hồn không chính là của chúng ta sao? Hắn tiếng nói rơi xuống, nhất thời, bên ngoài đại điện tiếng bước chân dậy, Lục Hòa Thiền đã mang một đội tinh nhuệ cường giả, xông vào trong đại điện, đao kiếm đều xuất hiện đem tiêu tinh hà vây lại, đằng đằng sát khí, tiêu tinh hà nhìn chung quanh sáng loáng đao kiếm, khẽ mỉm cười, nhìn diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ta sớm có dự liệu, cho nên, ta cũng không có đem tu la kiếm hồn mang trên người, người giết ta cũng không dùng, hắn thân là trời quân lão tổ một trong, tâm tư cũng là tương đương cẩn thận, tuy tin tưởng diệp thần làm người, nhưng vẫn là trước thời hạn giữ lại một tay, tập 4282. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, hướng những cái kia tinh nhuệ cường giả quát lên các ngươi làm gì cũng cho ta lui ra hắn cũng không ý tổn thương tiêu tinh hà vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo loại chuyện này cũng có làm trái hắn chủ tâm lục hòa thiên cảnh giác nhìn tiêu tinh hà một mắt nhưng nghe vẫn là từ diệp thần mệnh lệnh dẫn người lui ra diệp thần tâm loạn như ma trong chốc lát không biết như thế nào cho phải tu la kiếm hồn hắn tuyệt không thể buông tha nhưng muốn bắt vũ hoàng giã đi giao dịch cho dù đối phương nguyện ý hậu quả cũng quá khó khăn dự liệu, một khi tiêu tinh hà thành công đúc vỏ kiếm, vũ hoàng cổ đế không cố kỵ nữa, thật đem thiên tội cổ kiếm chân thân triệu hoán xuống, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, vũ hoàng giã ánh mắt động một cái, đột nhiên hướng tiêu tinh hà nói, tiêu tiền bối, là ta lỗ mãng, người muốn ta làm người trợ thủ, vậy cũng có thể, ta đi với người chính là, chỉ cần người chịu giao ra tu la kiếm hồn, nhưng, ta thể không phản bội luân hồi. Người muốn đúc vỏ kiếm, đúc phải cách xa vạn khư thần điện, miễn được ta đạo tâm chịu ảnh hưởng, lòng hắn muốn, ta giả vờ đáp ứng lão đầu này, nhưng cố ý giúp qua loa, không cho hắn đúc vỏ kiếm thành công cơ hội, như vậy thì sẽ không gieo họa sư phụ. Tiêu tinh hà nghe được vũ hoàng giã đáp ứng, trong lòng đại hỷ, hướng diệp thần nói, luân hồi chi chủ, người học trò đã đáp ứng, người thấy thế nào, hắn cũng biết, vũ hoàng giã cũng không phải là thành tâm muốn làm hắn trợ thủ, nhưng, không có vấn đề chỉ cần vũ hoàng giã chịu cùng hắn đi hắn tự nhiên có biện pháp diệp thần trao mày biết khoản giao dịch này sau lưng liên lụy nhân quả quả thực là to lớn tu la kiếm hồn luân hồi thiên kiếm thiên khải trí tôn thiên tội cổ kiếm diệp thần muốn suy tính tương lai cát hung nhưng nhân quả quá lớn vậy đẩy không tính ra hắn trong lòng cẩn thận cân nhắc lặp đi lặp lại suy nghĩ trong đầu nghĩ luân hồi thiên kiếm nhất định phải khôi phục nguyên vẹn tu la kiếm hồn tuyệt không thể mất đi Vũ Hoàng cổ đế muốn tạo vào kiếm, coi như hắn có thể thành công, cũng chưa chắc có thể triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm không phải chuyện đùa, thần uy sát phạt so với thiên đế kim luân còn lợi hại hơn, chỉ là một món kiếm đạo ý chí. Ban đầu liền đem thiên nữ chém thành trọng thương, kinh khủng như vậy thần kiếm, tuyệt không phải đời này tinh không có thể chứa. Ở diệp thần trong lòng, hắn cũng không tin, Vũ Hoàng cổ đế có thể đem thiên tội cổ kiếm triệu hoán xuống, coi như thật triệu hoán thành công đó cũng là tương lai sự việc, hắn sẽ một mực trưởng thành tiến bộ, ở tương lai, chưa chắc không có đối với kháng có thể, mà trước mắt tu la kiếm hồn, một khi mất đi, nhưng là chọn đời hối hận, nghĩ như vậy, diệp thần cuối cùng là gật đầu, nhìn xem vũ hoàng dã lại nhìn xem tiêu tinh hà, nói, được, tiền bối, khoản giao dịch này, cứ quyết định như vậy, đồ nhi, ngươi sau này đi theo tiêu tiền bối, hắn muốn đúc vỏ kiếm, ngươi giúp hắn là được, vũ hoàng dã trong lòng khác có ý tưởng nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính kêu dạ sư phụ diệp thần gật đầu một cái nói tiêu tiền bối vậy tu la kiếm hồn lúc nào cho ta tiêu tinh hà nói kiếm hồn ta ở lại vũ hoàng thiên giới ngươi tự mình đi thiên giới một chuyến ta liền đem kiếm hồn cho ngươi ở bên ngoài giao dịch ta không yên tâm phạn nhất ngươi cưỡng ép muốn giết người đoạt bảo ta có thể không đánh lại ngươi ha ha ta không phải là không tin tưởng ngươi chỉ là nhân quả liên lụy quá lớn vẫn là thận trọng điểm cho thỏa đáng diệp thần cau mày nói vũ hoàng thiên giới là vạn khư nơi chủ yếu bàn ta nếu là đi ngay tức thì cũng sẽ bị vũ hoàng cổ đế phát hiện làm sao còn giao dịch trước kia diệp thần cũng đi qua vũ hoàng thiên giới kết quả thiếu chút nữa không ra được cuối cùng liên lụy thiên nữ trọng thương tiêu tinh hà nói qua mấy ngày sau đó chính là nhâm phi phàm và đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến ngày đến lúc đó vũ hoàng cổ đế cũng muốn đi xem cuộc chiến người thừa dịp vũ hoàng cổ đế không có ở đây lại tới thiên giới chính là đây là duy nhất giao dịch cơ hội ngươi ngàn vạn lần không thể bỏ qua diệp thần sắc mặt trầm xuống nhâm phi phàm và thiên nữ giao chiến hắn vậy không muốn bỏ qua trận chiến này đối hắn mà nói là vô cùng trọng yếu tiêu tinh hà nói chúng ta giao dịch không tốn nhiều ít thời gian người bắt được tu la kiếm hồn sau đó vẫn còn kịp trở về xem cuộc chiến không cần lo lắng bỏ qua diệp thần trong đầu nghĩ cũng vậy liền gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy, Vũ Hoàng giã hướng Tiêu Tinh Hà nói, này, lão đầu, ta cũng không đi Vũ Hoàng thiên giới, nếu không vạn khư khí vận ảnh hưởng ta đạo tâm, vậy cũng thật to không ổn, hắn cuối cùng lưng đeo Vũ Hoàng gia tộc huyết mạch, nếu là quá mức đến gần vạn khư thần điện, ắt phải bị ảnh hưởng, một khi đạo tâm dao động, rất có thể sẽ trở về vạn khư, ngang hàng phản bội luân hồi, Tiêu Tinh Hà nói, yên tâm, ta sẽ ngoài ra chọn một chỗ, cách xa vạn khư. Thành tựu đúc chi địa, ngươi không cần lo lắng, vũ hoàng giã thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Tiêu tinh hà hướng diệp thần chắp tay một cái, nói, luân hồi chi chủ, vậy ta đi trước, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu bị vũ hoàng cổ đế biết, ta cầm tu la kiếm hồn làm giao dịch, hắn phải giết liền ta, hắn giọng nói không nén được sợ hãi, đặc biệt sợ vũ hoàng cổ đế, hiện tại chỉ muốn mau sớm hoàn thành giao dịch, chế tạo ra vỏ kiếm, hoàn thành nhiệm vụ, lại lấy vũ hoàng giã làm chất dẫn hướng thiên khải trí tôn khấn cầu, cầu được che chở, thoát khỏi bể khổ, Diệp thần gật đầu nói, ta biết, tiền bối mời yên tâm, vũ hoàng dã hơi có chút chán nản nói, sư phụ, vậy ta đi, người yên tâm, ta sẽ không thuộc phản bội ngươi thỏa thuận xong, vũ hoàng dã đi theo tiêu tinh hà đi, Diệp thần suy nghĩ muôn vàn, hắn biết khoản giao dịch này làm thành, liền không quay đầu lại nữa đường, nhưng... Chỉ cần có thể thuận lợi bắt được Tu La kiếm hồn, hắn tuyệt không hối hận, quyết định sau đó. Diệp Thần để cho Lục Hòa Thiền lưu lại, trông coi Long Đằng khu công việc, mọi chuyện đã định, Diệp Thần phong tỏa thanh lại vực tọa độ, biến dạng hư không, trực tiếp đi thanh lại vực, đi tới thanh lại vực sau đó, Diệp Thần nhưng phát hiện lối vào, đầu người chào chào, nhâm phi phàm và đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến sắp tới, địa điểm ngay tại thanh lại vực tiên đế đài, tin tức truyền ra, toàn bộ thái thượng thế giới đều oanh động, vô số võ giả trước thời hạn chạy tới, muốn chiếm cái vị trí tốt xem cuộc chiến, dẫu sao tiên đế đại chiến coi như chỉ là ngắm nhìn cũng có thể cảm ngộ võ đạo tăng tiến tu vi có thiên đại chỗ tốt thanh lại thương hội vậy nhanh chóng động tác tất cả muốn vào trận người xem cuộc chiến đều cần mua vé vào cửa giá cả cực kỳ đắt tiền thanh lại vực vì thế khai thông mấy cái lối và lối đi tiếp nhận người xem quý khách tình cảnh một phiến huyên náo không phải đâu ta mấy chục ngàn viên đan dược chỉ có thể đổi năm viên hạ phẩm nguyên ngọc một tấm vé vào cửa muốn một ngàn viên hạ phẩm nguyên ngọc sẽ hay không quá đắt một chút Từng trận tiếng huyên náo truyền vào diệp thần trong tai, chắc hẳn chàng này tiên đế đại chiến sau này, thanh lại vực phát hành Nguyên Ngọc, sẽ trở thành là toàn bộ thái thượng thế giới lưu thông tiền, Nguyên Ngọc hàm chứa dư thừa năng lượng, hấp thu sau đó, đối người tu luyện cũng là rất có ích lợi, diệp thần trên tay có hơn 10.000 viên thượng phẩm Nguyên Ngọc, đổi thành hạ phẩm nói, đó chính là ước chừng một triệu siêu cấp số tiền lớn, hắn mua vé vào cửa, sau đó tiến vào thanh lại vực, cái này thanh lại thương hội được gọi là cái gì đều được giao dịch, diệp thần ngươi không bằng đi hỏi một chút, vậy di thất chi cảnh ở địa phương nào, đây là, Diệp Thần nghe được huyền hàn ngọc thanh âm, huyền hàn ngọc tâm niệm, vẫn là muốn khôi phục thân xác, tổ huyền đồ sau lưng bí mật, đã bước đầu biết rõ, cùng một cái cổ xưa bảo tàng có liên quan, đó là cử thần thời đại bảo tàng, ở một phiến di thất chi cảnh bên trong, nếu như có thể tìm được vậy di thất chi cảnh mà nói, nàng thân xác liền có thể có thể khôi phục, Diệp Thần trong lòng động một cái. Vậy phiến di thất bảo tàng, Nói không chừng cũng có hắn yêu cầu thiên tài địa bảo, lập tức gật gật đầu nói, "Được, ta đi hỏi một chút, Diệp thần kính vãng thanh lại thương hội đi." Còn chưa tới thương hội, chỉ đi tới nửa đường, liền có mấy cái thương hội trưởng lão phi thân tới, cung kính chắp tay hỏi, "Xin hỏi là Luân Hồi chi chủ sao?" Diệp thần nói, "Là ta." Một cái trưởng lão cung kính nói, "Gặp qua Luân Hồi chi chủ, nhà chúng ta lão tổ muốn gặp ngươi." Diệp thần tâm thần khẽ nhúc nhích, "Ừ, một tiếng," nói, "Xin dẫn đường, mời." Vậy mấy trưởng lão, liền mời diệp thần, hướng một chỗ bay đi, cũng không phải đi thương hội trụ sở chính, mà là đi tới một tòa phong cách cổ xưa dinh trước, dinh bằng hiệu, in, lữ phủ, hai chữ. Vậy mấy trưởng lão, dẫn diệp thần tiến vào lữ phủ, tới đến đại sảnh bên trong, nhưng gặp trên đại sảnh, treo một bức họa, bức họa kia diệp thần là đã gặp, phía trên hội họa trước núi thây biển máu cảnh tượng. Ở đó thì hài chất đống thành trên núi, từng cái từng cái chim sơn ca bay lượn vườn quanh. Chim sơn ca vây quanh bên trong, là một người thiếu nữ hình bóng, thân hình nhỏ hết sức mà mềm yếu, đó chính là giả mẫu hình bóng, bởi vì bức họa này tồn tại, toàn bộ phòng khách đều là âm khí dày đặc, tràn ngập một cổ tử vong bóng tối nghiêm túc hơi thở, làm người ta không dám thở mạnh, ở bức họa này trước mặt, một cái ông già chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng, chính là Lữ gia sư tổ Lữ Động Huyền, luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Lữ Động Huyền thấy Diệp Thần tới, mỉm cười chào hỏi, "Tiền bối vẫn khỏe chứ, Diệp Thần cũng là chắp tay thi lễ, chỉ gặp lữ động huyền trên mình, vẫn không có một chút việc người hơi thở, hắn là lấy người chết tư thái, tồn tại ở nơi này thế gian, sống chết lần lượt thay nhau, thời không xen lẫn, cái này sau lưng là thần linh thủ đoạn, là không không thời không thủ đoạn, thời khắc này Diệp Thần, là khó hiểu, người rốt cục thì tới, giả mẫu đại nhân muốn gặp người rất lâu rồi, lữ động huyền cười nói, giả mẫu muốn gặp ta. Diệp thần sửng sốt một chút, đúng vậy, ngươi như không ngại, mời cùng ta đi một chuyến, Lữ Động Huyền nói, Diệp Thần nhìn bức kia núi thây biển máu, chim sơn ca bay múa cổ họa, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dạ mẫu vậy sẽ không làm thương tổn hắn, thậm chí liền nham thần cốt như thế vật chân quý, cũng bỏ được tặng đưa ra, được, đi thôi, Diệp Thần liền gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn gặp lại gặp dạ mẫu, mời, Lữ Động Huyền cung kính mời Diệp Thần, cùng bước vào trong tranh thế giới. Hai người tiến vào trong tranh thế giới, vậy phía núi thê biển máu khủng bố tình cảnh chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người thi hài xếp thành trên núi một cái chim sơn ca thiếu nữ đưa lưng về phía thế giới cô độc đứng thật giống như xa cuối chân trời lại thích xem ở trước mắt lữ động huyền cúi đầu không dám nhìn thẳng dạ mẫu dạ mẫu là chân tránh thần minh thần linh hơi thở đối người bình thường mà nói uy thế quá mức khủng bố chỉ là nhìn thẳng thì có thể để cho người dính không rõ thống khổ chết đi diệp thần nhìn dạ mẫu hình bóng ngược lại là không có gì khó chịu hắn long đằng mệnh tinh đã khai mở luân hồi huyết mạch lực lượng lớn vào hiện tại hắn đã có nhìn thẳng thần linh tư cách lại có thể có thể nhìn thẳng ta không tệ không tệ luân hồi huyết mạch không hổ là bao trùm chư thiên tồn tại dạ mẫu chậm rãi quay đầu cùng diệp thần bốn mắt giáp nhau phát ra thanh thúy như chim sơn ca tán thưởng thanh âm nàng vừa mở miệng thật giống như ngày xuân ánh mặt trời hòa tan băng tuyết làm người ta nghe đặc biệt thoải mái, chung quanh núi thây biển máu cảnh tượng, vậy toàn bộ hóa đi, tất cả máu tanh cùng khủng bố đều biến mất, cỏ xanh lục địa xuất hiện, con bướm ong mật bay lượn, cái này hắc ám kinh khủng thế giới, trong phút chốc đổi được chim hót hoa nhang, trong không khí chuyển tới cỏ xanh mùi thơm, còn có thiếu nữ thơm dịu, một cái bàn đá cùng mấy tờ băng đá, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở diệp thần và lữ động huyền trước mặt, trên bàn có chút trái cây rượu ngon, còn có một cái lư hương, cây đàn hương lượn lờ ngồi đi dạ mẫu đang ngồi ở trên cái băng ghế mảnh khảnh tay châm hai ly rượu mời diệp thần lên ngồi diệp thần gật đầu một cái yên ổn ngồi xuống ngắm nhìn dạ mẫu đây là một cái đặc biệt tươi đẹp đặc biệt xinh đẹp nhu nhược thiếu nữ thân mặc áo đen vóc người có chút trẻ trung quang nhìn bề ngoài hình tượng chân thực khó mà cầm đêm tối mẫu thân chết nắm giữ vĩ đại thần minh vân vân từ mắt cùng cô gái này liên hệ với nhau lữ động huyền cúi đầu đứng ở một bên nhưng cũng không dám ngồi xuống người lại có thể cầm ta đưa cho ngươi nham thần cốt, chuyển tặng cho người khác, có chút quá đáng nha, dạ mẫu ngón tay nhỏ nhắn nắm ly rượu, môi đỏ mọng khẽ nhấp một cái, trong suốt tròng mắt nhìn Diệp thần, thanh âm có chút giống bị ủy khuất phổ thông thiếu nữ, xin lỗi. Diệp thần cười khổ một tí, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, a à, thôi, ta đưa cho ngươi đồ, chính là của ngươi, ngươi xử trí như thế nào, cũng là quyền tự do của ngươi. Dạ mẫu có chút bất đắc dĩ nói, đa tạ giả mẫu tiền bối thông cảm, Diệp Thần cho nàng mời một ly rượu, nói, không cần kêu ta giả mẫu, cũng không cần kêu ta tiền bối, ngươi là bao trùm chư thiên luân hồi chi chủ, như vậy tôn xưng ta cũng không chịu nổi, kêu tên ta liền có thể, ta kêu phong ngữ oanh, giả mẫu ôn hòa cười nói, phốc xích, nữ động huyền đột nhiên hộp máu, sắc mặt trắng bạch quỳ sụp xuống đất, thần linh tên thật, đối người bình thường mà nói, cũng là thiên uy vậy minh mông tồn tại, tập 4283 nếu như thần minh đã chết, tên thật uy lực, có thể không sẽ lớn như vậy, nhưng giả mẫu còn sống. Nàng tên thật một tiết lộ, to lớn uy áp liền để cho lữ động huyền hộp máu trọng thương, diệp thần võ đạo nội tình cường hãn, đồ là không bị ảnh hưởng, giả mẫu phòng ngữ oanh cười khanh khách, đưa ngón tay một chút, một cổ thần mang bao phủ ở lữ động huyền. Nói, người lắng nghe ta thần dụ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là như thế phế vật, liền ta tên thật uy áp cũng không chịu nổi lữ động huyền ở phong ngữ oanh chúc phù hồ hạ thương thế ngay tức thì hết bệnh vẫn còn quỳ xuống đất không dám đứng lên xấu hổ nói tiểu nhân bất lực mời dạ mẫu đại nhân thứ tội diệp thần sửa lại gọi hỏi không biết ngữ oanh cô nương kêu ta tới có gì phân phó phong ngữ oanh nói phân phó không dám làm chỉ là có chuyện muốn cầu ngươi diệp thần nói không biết là chuyện gì phong ngữ oanh con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng cùng không cam lòng nói người biết tử thần chứ diệp thần gật đầu nói Ừ, tử thần chính là Hải Vương Ma Tôn, năm đó chín thần một trong. Phong ngữ oanh nói, thật ra thì ở lúc ban đầu, ta có khả năng nhất đoạt được tử thần thần cách, đáng tiếc nham thần thiên tôn đánh bại ta, đem thuộc về thần cách của ta cướp đi, cũng đưa cho Hải Vương Ma Tôn. Hải Vương Ma Tôn lúc này tấn vị tử thần, trở thành một tôn chủ cường giả thần cấp, ta nhưng cùng chủ thần vô duyên, Diệp thần nói, chủ thần, phong ngữ oanh nói, ừ, chủ thần là gần gũi nhất chân lý cuối cùng tồn tại trở thành chủ thần là ta chọn đời tâm nguyện ta chỉ muốn cầu ngươi giúp ta giết chết hải vương ma tôn đem thuộc về ta tử thần thần cách lần nữa đoạt trở lại cho ta ta nếu có thể trở thành chủ thần ta cái gì đều tùy ngươi coi như ngươi ở ta trở thành chủ thần sau đó lập tức giết ta ta đều nguyện ý hướng văn đạo tịch chết có thể vậy ta chỉ cầu dòm ngó gặp chủ thần cảnh giới chân lý bí ẩn cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua nàng lời nói này bình tĩnh tự nhiên nhưng sau lưng lộ ra ý chí cùng lực lượng nhưng làm người ta rung động hướng văn đạo tịch chết có thể vậy vì theo đuổi chân lý trung cực nàng nguyện ý bỏ qua hết thảy bao gồm mình tánh mạng diệp thần cũng có chút rung động nói ngữ oanh cô nương ta cả ngày quân đều không phải là thì như thế nào có thể giết chết hải vương ma tôn hải vương ma tôn là chín thần một trong sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn coi như là năm đó nham thần thiên tôn cũng chỉ là trấn áp hải vương ma tôn, đem phong ấn, cũng không có thể hoàn toàn giết chết, bởi vì giết chết một tôn chủ thần, chân thực quá khó khăn, cần đem tất cả dấu vết, nơi có thời gian tuyến, toàn bộ xóa sạch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, năm đó đã đế cổ thần, chung kết cửu thần thời đại, cũng chỉ là chung kết chín thần khí vận, cũng không phải là nói thật hoàn toàn giết chết, giết chết chủ thần, chân thực thật quá khó khăn, đạo đức thiên tôn thí thần chứng đạo, giết chết hòa thần thiên tôn cũng chỉ là giết chết điều này thời gian tuyến thượng tồn tại cái khác thời gian sợi hỏa thần thiên tôn cũng không có bị xóa bỏ cho nên hỏa thần thiên tôn như cũ có thể bỏ cho bắn ra mình ý chí bóng người thậm chí còn cùng diệp thần gặp mặt qua cũng không có nói chân chính hoàn toàn vẫn diệt hiện tại giả dạ mẫu phòng ngữ oanh muốn gọi diệp thần hoàn toàn giết chết hải vương ma tôn đoạt lại thần cách cơ hồ không thể nào phòng ngữ oanh con mắt lửa đốt lửa đốt nhìn diệp thần nói, những người khác giết không chết chủ thần, nhưng ngươi có thể, diệp thần, ngươi là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, vĩ đại nhất tồn tại, ngươi nhất định có thể giết chết chủ thần, chờ ngươi bước vào không không lúc nào không, không có bất kỳ người, có thể ngăn trở bước chân ngươi, diệp thần cười khổ một tí, nói, ngữ hoanh cô nương, người quá để mắt ta, phòng ngữ hoanh nói, vậy ngươi chịu đáp ứng ta sao, diệp thần trầm tư một tí. Suy nghĩ phòng ngữ oanh đem nham thần cốt đưa cho mình, ân tình cũng quá lớn, hắn phải báo đáp, lập tức liền gật đầu nói, ngữ hoanh cô nương, như ta thật có thể có chu diệt tử thần lực lượng, ta sẽ đem hắn giết chết, sắp chết thần thần cách cho ngươi, nhưng... Bây giờ nói những thứ này, quá xa vời, bước vào không không lúc nào không, đối ta lại nói, xa xa không kỳ, phòng ngữ hoanh đại hỉ, nói, không xa, không xa, ta đã đợi trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, không quan tâm lại trời nhiều một chút ngày, coi như là mười ngàn năm, trăm nghìn năm, triệu năm, đối ta lại nói cũng là búng ngón tay một cái gian, Diệp Thần trong lòng giật mình, có chút phảng phất cảm giác thời gian quá to lớn, năm tháng cũng quá to lớn, hắn tu luyện ngày, thật ra thì còn đặc biệt ngắn ngủi, nhưng xem phong ngữ oanh cái loại này thần minh, từ cửu thần thời đại một mực sống sót đến hiện tại, trải qua hàng tỷ thế kỷ nguyên bể dâu, sau lưng nàng mất đi thời gian, đối Diệp Thần mà nói, chân thực quá mức khoáng đạt, Diệp Thần cho là xa xôi, ở nàng trong mắt, có thể thật sự là búng ngón tay một cái hiếm có phải, phòng ngữ oanh không có chịu đủ nhiều ít năm tháng tăng thương mài mòn, như cũ duy trì thiếu nữ thanh xuân hoạt bát, cũng có thể, nàng chỉ là ở diệp thần trước mặt, mới như vậy hoạt bát cuốn lên, nếu là ở người bình thường trước mặt, đó chính là một bộ hắc ám chết đáng sợ hình dáng, xem nữ động huyền những người bình thường này. Căn bản không đáng để cho nàng lộ ra dù là nửa điểm tâm trạng, Diệp thần biết mình vẫn mệnh, từ đây liền cùng dạ mẫu sen lẫn dính líu, trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia, ngữ oanh cô nương. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, Diệp Thần nhớ tới Di thất bảo tàng chuyện, liền nói: "A, à, là Di thất bảo tàng sự việc sao?" Phong Ngữ Oanh thấy rõ, nói: "Diệp Thần trong đầu nghĩ, không hổ là thần minh, vậy thiên cơ thấy rõ năng lực, quả nhiên là lợi hại." Nói: "Đúng vậy, ta muốn tìm vậy Di thất bảo tàng." Phong Ngữ Oanh mày liễu hơi cao lại, nói: "Vậy phiến Di thất chi cảnh, tọa độ thời thời khắc khắc thay đổi, ta phải phái người đi điều tra một chút, mới có thể xác định cụ thể tọa độ." nàng tiêm vùng tay lên hóa ra một tấm phủ chiếu phủ chiếu trên hồi họa trước một ít sơn hà đồ án lại có thể cùng tổ huyền đồ sơn hà hình ảnh giống nhau như đúc lữ động huyền người cầm ta phủ chiếu đi điều tra một chút di thất chi cảnh tọa độ lữ động huyền cúi đầu nhận lấy phủ chiếu không dám thở mạnh nói ưm um, dạ mẫu đại nhân phong ngữ oanh nhìn diệp thần hơi có chút dí dỏm cười một tí nói ta sáng lập thương hội nhất chú trọng công bằng giao dịch ta giúp ngươi điều tra bảo tàng ngươi cần cho ta đầy đủ thù lao mới được nhưng ngày hôm nay ta cao hứng cũng không thu lấy ngươi bất cứ vật gì nhưng lần sau ngươi tù được chuẩn bị xong đầy đủ nguyên ngọc diệp thần nói được rồi ngữ oanh cô nương quy củ ta hiểu phòng ngữ oanh cười duyên nói cùng ngươi đùa giỡn thật ra thì ta rất thưởng thức ngươi ngươi vậy đáp ứng giúp ta tiêu diệt tử thần chúng ta sau này sẽ là bạn ngươi có cái gì muốn biết có lẽ cần trợ giúp gì cứ việc kêu gọi ta tên chữ ta sẽ giúp ngươi nhưng nếu như ngươi muốn gọi ta giúp ngươi chiến đấu giết người cái gì, tốt nhất vẫn là thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta vậy sẽ không dễ dàng hạ xuống, trên người ta năm tháng dấu vết quá nặng, nếu như đi đến thế giới bên ngoài, thời gian mài mòn thêm thân. Ta ngay tức thì thì phải biến thành lão thái bà hà, nói xong lời cuối cùng, công việc này hát thiêu nữ, thanh thuần trên gò má, rốt cuộc cũng là lồng lên một tầng đau thương, cho dù vĩ đại như thần minh, vậy sẽ mài mòn, năm tháng mài mòn, sẽ để cho thần minh lão đi mà già yếu không chỉ là hồng trần đại kiếp cũng là thần linh kiếp nạn diệp thần nói ta biết ngữ oanh cô nương mời yên tâm ta sẽ không phiền toái ngươi phong ngữ oanh cười nói không sao nếu như có thể giúp đến ngươi ta coi như biến thành lão thái bà vậy không có vấn đề dừng một chút lại nói tốt lắm ta phải nghỉ ngơi các ngươi đi ra ngoài đi diệp thần gật đầu lập tức liền chắp tay nói đừng lữ động huyền dập đầu ba cái ra mẫu đại nhân bảo trọng thân thể run rẩy từ dưới đất bò dậy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo hắn, thật ra thì phong ngữ oanh cũng sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng thần linh uy áp, đối hắn mà nói, áp lực vẫn là quá lớn quá lớn, chỉ có diệp thần, thân cái luân hồi huyết mạch, mới có tư cách và phong ngữ oanh chuyện trò vui vẻ, diệp thần và lữ động huyền, rời đi mảnh thế giới này, lần nữa trở lại lữ phủ phòng khách, lữ động huyền trong tay, đang cầm phong ngữ oanh cho phù chiếu, hắn cẩn thận tường tận một tí, khẽ cau mày hướng diệp thần nói luân hồi chi chủ muốn điều tra cái này di thất chi cảnh tọa độ có thể cần hai ba ngày thời gian diệp thần nói có thể ta có thể chờ lữ động huyền do dự một tí vẫn mở miệng nói luân hồi chi chủ ta có cái tôn nữ kêu lữ thấm huyền từ vạn khư thần điện bên trong trở về ta vốn là đáp ứng nàng phải đi tiếp nàng nhưng hiện tại muốn điều tra di thất chi cảnh tọa độ nhưng thì không cách nào rút người ra nhưng ngươi thuận lợi có thể hay không giúp ta đi đón nàng trở về, Diệp thần sửng sốt một chút, nói, tiền bối, người tôn nữ là vạn khư người, Lữ Động Huyền nói, không phải, nàng chỉ là đi vạn khư nói điểm làm ăn, nhưng xem ra không kết quả gì, có thể hay không phiền toái người đi đón nàng, nàng nói xong xem bị một cổ hắc thế lực ngầm để mắt tới, không dám lộn xộn, ở một cái kêu là ngủ long chi địa địa phương, chờ ta đi đón nàng, lập tức liền đem ngủ long chi địa tọa độ, vậy cho biết Diệp thần, Diệp thần nhướng mày một cái thiên nữ cùng nhâm phi phàm quyết chiến sắp tới, hắn nhưng không muốn gây thêm rắc rối, nói, không thể để cho thương hội những người khác đi không, lữ động huyền khổ sở nói, nhâm ra thiên mệnh tranh sắp tới, thương trong hội người, đều phải giúp bận biêu duy trì trật tự, diệp thần thấy vậy, nhún vai một cái nói, được rồi, vậy ta đi qua tiếp nàng là được, lữ động huyền đại hỉ, nói, được, đa tạ, ta cùng nàng nói một tiếng, người đi đón nàng là được, hắn tôn nữ lữ thấm huyền có thể bị một cổ hắc thế lực ngầm để mắt tới, không dám trở về, hiện tại có diệp thần ra tay, hắn liền hoàn toàn yên tâm, thông thường hắc thế lực ngầm, tự nhiên không thể nào là diệp thần địch thủ, thường nghị đã định, diệp thần liền lên đường đi ngủ long chi địa, lữ động huyền thì dựa theo giả mẫu chỉ thị, đi điều tra di thất chi cảnh rơi xuống, ngủ long chi địa, truyền thuyết có thần long ngủ ly bì ở chỗ này, chỗ này, ở thái thượng thế giới, cũng là một phiến vô chủ vắng lặng vùng, diệp thần đi tới ngủ long chi địa liền thấy thiên địa mờ mịt, một phiến gió cát, gió tiếng nghẹn ngào từ bên tai lướt qua, hiện ra một chút thê lương, không biết lữ tiểu thư ở địa phương nào. Diệp thần ánh mắt híp lại, thấy rõ thiên cơ, muốn theo dõi lữ thấm huyền chỗ, bỗng nhiên tới giữa, nhưng gặp phương xa chân trời, hắc khí trùng tiêu, ma sương ngủ lăn lăn, sấm cuồn cuộn, bộc phát ra vô cùng kinh người khí tượng, vậy khí tượng sau lưng, tràn đầy tiên đế đại uy nghiêm, bao phủ trần thế, nghiền ép hoàn vũ, mãnh liệt tới cực điểm, đây là tiên đế khí tượng, chuyện gì xảy ra, là ai đột phá tiên đế, diệp thần lấy làm kinh hãi, hắn tử vậy khí tượng sau lưng, dòm ngó thấy tiên đế bóng dáng, cái này nhất định là có người đột phá đến tiên đế cảnh giới, mới có thể bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt khí tượng, khí tượng ngọn nguồn, cũng không tại ngủ long chi địa, diệp thần ánh mắt thấy rõ, nhất thời liền thấy, cái này hào hùng đột phá khí tượng, lại là đến từ rất xa kiếm môn, kiếm môn chẳng lẽ nói ma tổ vô thiên đột phá đến tiên đế cảnh giới diệp thần ánh mắt hơi co lại ma tổ vô thiên tim đã giao dịch cho thanh lại thương hội không có tim hắn còn có thể đột phá đây là tuyệt không khả năng sự việc duy nhất giải thích chính là hắn hoàn toàn cùng quay về trần dung hợp hai người phật ma một thể được chứng đại lộ một lần hành động tấn vị tiên đế cái này tấn vị tiên đế khí tượng truyền khắp thái thượng thế giới vậy truyền tới cái này phiến ngủ long chi địa ma tổ vô thiên tấn vị tiên đế, đây đối với diệp thần mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, ô, chân trời xa tiên đế khí tượng, chỉ là xuất hiện chốc lát, rất nhanh liền ảm đạm xuống, theo nghẹn ngào tiếng gió tiêu tán, ô, khí tượng nhanh như vậy tiêu tán, xem ra ma tổ vô thiên coi như tấn thăng tiên đế, căn cơ cũng là không yên, diệp thần thấy một màn này, trong lòng hơi định, hắn sự chú ý, lần nữa thả lại ngủ long chi địa, ngước mắt nhìn đi. Nhưng gặp phương xa trên gò cát, có từng cái điểm đen, tựa hồ có người, hưu, diệp thần ngự gió bay đi, quả nhiên liền thấy một đám người, ước chừng có hai mươi người, đang trù đóng ở trên gò cát. Tất cả mọi người bụng dạ trên, cũng in một đạo chim sơn ca huy hiệu, đó là thanh lại thương hội đồ đằng, đội nhân mã này, ánh mắt mong rằng trước xa trời, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên vậy là mới vừa tiên đế đột phá khí tượng, cảm thấy rung động, khi bọn hắn nhận ra được diệp thần tới, chính là lập tức cảnh giác người người rút binh khí ra, cư bên trong một người cô gái, người mặc màu thủy lam quần áo, tướng mạo tươi đẹp, khí chất thanh nhã, thấy Diệp Thần bóng người, nhưng là đại hỷ, hướng mọi người nói, mọi người chớ khẩn trương, hắn là luân hồi chi chủ, là sư ông cố phái tới đón chúng ta, Diệp Thần nhìn phụ nữ kia, nói, các hạ chính là lữ thấm huyên lữ tiểu thư sao, phụ nữ kia cười nói, không dám làm, chính là tiểu nữ, gặp qua luân hồi chi chủ, nàng chính là lữ thấm huyên tập 4284, Diệp Thần gật đầu một cái, muốn đến Lữ Động Huyền vậy hướng Lữ Thấm Huyền truyền qua ý chí, nói rõ tình huống, sự tình kia thì dễ làm, Lữ Tiểu Thư, ra ra ngươi kêu ta đón ngươi trở về, Diệp Thần nói, vậy làm phiền luân hồi chi chủ, Lữ Thấm huyên cười nói, Diệp Thần, ừ, một tiếng, đang muốn mang nàng trở về, đột nhiên, nhưng từ trên người nàng, bắt được một chút quen thuộc hơi thở, đó lại là Tu La kiếm hồn hơi thở, cái này Lữ Thấm huyên dính qua tu la kiếm hồn, luân hồi chi chủ, thế nào, lữ thấm huyên thấy diệp thần diễn cảm, lập tức đại biến, nhất thời nghi ngờ, diệp thần trao mày, trầm giọng nói, lữ tiểu thư, người tiếp xúc qua tu la kiếm hồn, lữ thấm huyên vừa nghe, nhất thời rõ ràng, cười nói, luân hồi chi chủ, không muốn hiểu lầm, ta không muốn cướp đoạt tu la kiếm hồn, chỉ là giả mẫu trước đây không lâu có mệnh lệnh, kêu ta đi cùng vạn khư thần điện nói chuyện làm ăn. Xem xem có thể hay không cầm tu la kiếm hồn mua lại, diệp thần hơi có chút kinh nghi nga một tiếng nói các ngươi muốn mua lại tu la kiếm hồn lữ thấm huyên nói ưm um, đây là dạ mẫu ý ta chỉ là phụng mệnh đi cùng vũ hoàng cổ đế đàm phán nhưng tiếc là cuối cùng không có thể nói thành khoản làm ăn này vẫn là quá lớn vũ hoàng cổ đế sau khi suy tính không có đáp ứng diệp thần trong lòng bừng tỉnh cũng là rõ ràng tới đây dạ mẫu muốn mua lại tu la kiếm hồn phỏng đoán cũng là vì mình nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế muốn lợi dụng tu la kiếm hồn, chế tạo thiên tội vào kiếm, tự nhiên không thể nào tùy tiện giao dịch, Lữ Thấm Huyên nói, khoản làm ăn này không nói thành, nhưng ta ở giả mẫu dưới sự chỉ điểm, ngoài ra nói chuyện một khoản giao dịch, à, cũng không biết là phúc hay họa, Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khá có chút hiếu kỳ hỏi, không biết là giao dịch gì, Lữ Thấm Huyên vùng tay lên, ánh sáng hội tụ, hiện ra một phiến phiến thần thông ngọc giản, bí tịch võ đạo, nói, ta hao tốn giá cực lớn. Từ Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, mua hồng gia tất cả bí tịch, Diệp Thần ngẩn ra, nói: "Hồng gia?" Bí tịch, Lữ Thầm Huyên nói: "Đúng vậy, Hồng gia lão tổ Hồng Xuân Thu, chính là vạn phư phản đồ, là trong truyền thuyết ma nữ người bên dưới, hắn thân phận bại lộ sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế cầm hắn hồng gia người, toàn bộ giết, máu tươi cầm đi rèn luyện Thiên Hoàng Cổ chung, Diệp Thần ra mặt xé một tí, nói: "Không hổ là Vũ Hoàng Cổ Đế, thủ đoạn một như thường lệ tàn nhẫn." Lữ Thấm Huyên nói, ta mua hồng gia bí tịch, lại tựa hồ như bị hồng xuân thu để mắt tới, ta chỉ có thể trốn tới đây, cùng gia gia ta tới đón ta, dừng một chút, lại hướng diệp thần triển lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, luân hồi chi chủ, người tới đón ta cũng giống như vậy, chúng ta trở về đi thôi, diệp thần rõ ràng tới đây, lúc đầu Lữ Thấm Huyên nói hắc thế lực ngầm, thật ra thì chính là chỉ hồng xuân thu, bị hồng xuân thu để mắt tới, tự nhiên không phải cái gì khoái trá sự việc tuy nói hồng xuân thu trên mình lưng đeo nhân quả to lớn sẽ không dễ dàng tự mình ra tay nhưng hắn dưới quyền tẩy nhan tiên tông đệ tử còn có diêm ma tử giới cường giả đều không phải là hạng người bình thường lữ thấm huyên chỉ là làm ăn tự nhiên khó mà chống lại lữ tiểu thư không cần sợ hãi ta mang ngươi về nhà là được diệp thần lấy lại bình tĩnh liền muốn mang lữ thấm huyên đoàn người trở về nhưng lúc này tứ phương trong sa mạc từng đạo quần áo đen che mặt bóng người bạo khởi ra chừng trên trăm người vây quanh đem diệp thần đoàn người vây quanh những người này không cần nghĩ chính là hồng xuân thu người bên dưới bọn họ một mực mai phục ở chung quanh hơi thở che giấu được tốt vô cùng tại chưa có bại lộ sát khí trước liền diệp thần đều không từng phát hiện bọn họ tồn tại bọn họ tựa hồ cũng có chỗ kiêng kỵ vẫn không có ra tay cho đến diệp thần muốn dẫn người đi mới rốt cục không nhịn được xuất hiện cho dù hiện thân đi ra những người này cũng là mang cảnh giác kiêng kỵ ý không có tùy tiện động thủ một người quần áo đen rậm chân ra nhìn diệp thần trầm giọng nói luân hồi chi chủ chúng ta diêm ma tử giới cùng ngươi tuy là kẻ địch nhưng ngày hôm nay không phải quyết chiến thời điểm chúng ta cũng không ý cùng thanh lại thương hội xé rách ra mặt không bằng chúng ta nói một chút diệp thần nghe nói như vậy không khỏi vui vẻ cười to nói ta có lấy vì các ngươi diêm ma tử giới cũng là một đám chỉ biết giết hại người điên lúc đầu cũng là có thể nói sao các ngươi muốn nói chuyện gì người quần áo đen kia lộ ra phía ngoài cặp mắt ánh mắt có chút không tốt lắm xem kềm chê nói lữ tiểu thư mua hồng ra tất cả bí tịch trong đó bao gồm một môn cửu thiên thần thuật thần diệt thiên chiếu công ta chỉ cầu các ngươi có thể cầm cái này thần diệt thiên chiếu công trả cho chúng ta chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mua diệp thần nghe được thần diệt thiên chiếu công nam chữ trong lòng hơi kinh hãi nhìn về phía lữ thấm huyên nói ngươi mua thần diệt thiên chiếu công ở cửu thiên thần thuật bên trong, thần diệt thiên chiếu công là duy nhất cấm thuật, năm đó môn thuật pháp này, thuộc về vạn khư, nhưng vũ hoàng cổ đế cấm chỉ người bất kỳ tu luyện, bởi vì, thần diệt thiên chiếu công uy lực to lớn, đại biểu hiện thế cực hạn hủy diệt, đơn thuần lấy hủy diệt uy lực mà nói, cái này thần diệt thiên chiếu công. Thậm chí so với nhâm phi phàm tu luyện hy hoàng lôi ấn, còn cường hãn hơn một ít, kinh khủng như vậy hủy diệt lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân võ đạo căn cơ cũng có thể tổn thương địa mạch khí vận căn cơ, cho nên, năm đó vũ hoàng cổ đế, vậy cấm chỉ người bất kỳ tu luyện, chính là sợ thiên giới khí vận bị tổn thương, sau đó, môn thuật pháp này, chuyển tới Hồng Thiên Kinh trong tay, Hồng Thiên Kinh mình không luyện, giao cho giới quyền công giã đỉnh tu luyện, công giã đỉnh và Hồng Thiên Kinh, cũng song song chết sau đó, môn thuật pháp này nguyên thủy linh khí, lại lần nữa trở lại vạn khư, diệp thần lại không nghĩ rằng, lữ thấm huyên lại có thể mua thần diệt thiên chiếu công thần diệt thiên chiếu công đã từng cùng hồng thiên kinh có liên quan hồng xuân thu thành tựu hồng gia lão tổ muốn cướp lấy cũng là chuyện đương nhiên lữ thấm huyên nói đúng vậy ta mua thần diệt thiên chiếu công hao phí vô cùng giá thật lớn diệp thần nói cử thiên thần thuật vũ hoàng cổ đế lại có thể bỏ được bán lữ thấm huyên nhún vai một cái nói đây là một môn cấm thuật tu luyện có thể sẽ thương tổn thiên địa khí vận chính là một cái khoai lang phỏng tay vũ hoàng cổ đế tự nhiên bỏ được bán chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi tiền, người quần áo đen kia nói, luân hồi chi chủ, không bằng chúng ta là một giao dịch, ngươi cầm thần diệt thiên chiếu công cho ta, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, tóm lại sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, như thế nào? Diệp thần nói, ngươi muốn nói giao dịch, cùng lữ tiểu thư nói chính là, cần gì phải cùng ta dài dòng, người quần áo đen kia cười khổ một tí, nói, nàng không làm chủ được, mua thần diệt thiên chiếu công, là giả mẫu ý, ngươi là giả mẫu linh thính giả chỉ có ngươi có thể làm chủ nghe nói như vậy diệp thần ánh mắt run lên nói xem ra các người biết được rất nhiều như ta không bán đâu người quần áo đen kia trong mắt lướt qua ý định giết người nói như ngươi không bán vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội ngươi luân hồi thần uy vô địch chúng ta là không địch lại ngươi nhưng chúng ta nếu như tự bạo dự đoán ngươi vậy không chiếm được tốt gì chỗ tiếng nói rơi xuống chung quanh trên trăm cái diêm ma tử giới võ giả đồng loạt lay động linh khí huyết mạch căng phồng gân xanh nổi lên, lại có thể chuẩn bị muốn tự bạo, đã chết bức bách, bọn họ không địch lại Diệp Thần, nhưng toàn bộ người tự bạo, lại có thể cho Diệp Thần mang đến phiền toái không nhỏ, lữ thầm huyên người nơi này, khẳng định vậy phải bỏ ra hy sinh, đây cũng là một cái giỏ xét, giỏ xét thanh lại thương hội và ra mẫu danh giới cuối cùng, ở ta trước mặt, các ngươi còn không tư cách tự bạo, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên run lên, cả người tập tục nổ, sau lưng một tiếng nổ, tự do cánh chim dương ra mở, suy 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 tự do rực triển khai ngay tức thì một phiến phiến lồng vũ liền tựa như thần thánh phi kiếm vậy bắn ra lấy tốc độ bất khả tư nghị cùng ác liệt hung hăng chém chết hướng bốn phía phốc xích phốc xích phốc xích tại chỗ tất cả diêm ma tử giới các võ giả còn chưa kịp tự bạo liền bị diệp thần vũ kiếm chém chết thi thể ầm ầm ngã xuống đất đôi mắt trợn tròn đều là chết không nhắm mắt lữ thấm huyên và rất nhiều thương hội bọn hộ vệ nhìn diệp thần như lôi đình thủ đoạn trợn mắt hốc mồm một phiến kinh ngạc diệp thần giết trong chớp mắt trăm người không phí nhiều sức chậm rãi xếp cánh hắn đem mình tên chữ viết lên trên thiên quân phong thần bia mặt sau đó võ đạo thực lực thật to tăng tiến phổ thông võ giả ở trước mặt hắn liền tự bạo cơ hội cũng không có chỉ có thể xem con kiến hôi bị tùy tiện xóa bỏ dĩ nhiên có thể như thế ung dung giết chết những võ giả này vậy là bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ mạnh hồng xuân thu rõ ràng có băn khoăn không dám trực tiếp cùng thanh lại thương hội xé rách ra mặt, cho nên phái người đi ra ngoài tay, thực lực có hạn, càng nhiều là một loại giò xét. Diệp thần cũng không để ý Hồng Xuân thu nghĩ như thế nào, tóm lại những người này dám uy hiếp hắn, hắn liền toàn bộ giết sạch, không còn một mống, luân hồi chi chủ. Người quả nhiên là lợi hại nha, khó trách dạ mẫu đại nhân như thế thưởng thức ngươi. Lữ thấm huyên không nhịn được khen ngợi, diệp thần trầm giọng nói, lữ tiểu thư, vậy thần diệt thiên chiếu công bí tịch, lấy ra cho ta xem xem. Lữ Thấm Huyền ổ một tiếng, vội vàng sử dụng một phiến gần như trong suốt ngọc giản, phơi bầy màu xanh biếc, phía trên linh khí lững lờ, hiển hóa ra năm chữ to, Thần Diệt Thiên Chiếu Công, Diệp Thần thấy cái này Thần Diệt Thiên Chiếu Công bí tịch, tim mãnh liệt nhảy lên một tí, thật ra thì lấy hắn hôm nay võ đạo thực lực, cho dù là Cửu Thiên Thần Thuật, cũng rất khó thỏa mãn hắn, nhưng Cửu Thiên Thần Thuật, sau lưng dính líu tới Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật nhân quả, vậy Tam Thập Tam Thiên Thần Thuật, cho dù thả vào không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thần thông bí thuật, nếu như có thể nắm giữ nói, uy lực vô cùng, sát phạt vô cùng, đơn thuần là thần diệt thiên chiếu công, tự nhiên không thể đưa tới diệp thần chú ý, nhưng môn thuật pháp này, sau lưng ẩn núp tam thập tam thiên thần thuật nhân quả, nhưng để cho diệp thần vô cùng động tâm, lữ thấm huyên vậy nhìn thấu diệp thần động tâm, đem ngọc giản đưa tới, nói, luân hồi chi chủ, cái này thần diệt thiên chiếu công, sau này thì giao cho ngươi giả dạ mẫu đại nhân cũng là muốn đưa cho ngươi. Diệp thần gật đầu một cái, cũng không có nói nhảm, nhận lấy ngọc giản, trịnh trọng nói, đa ta. Sau này ta và các ngươi thanh lại thương hội, liền là tuyệt đối đồng minh, giả dạ mẫu cho Diệp thần quá nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, chuyện chỗ này, Diệp thần mang lữ thấm huyên, trở lại thanh lại vực lữ phủ, dọc theo con đường này, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa, đặc biệt thuận lợi, toàn bộ thái thượng thế giới cũng không có ai muốn đắc tội giả mẫu, giả mẫu rất biết đúng mực, chỉ làm giao dịch, cho tới bây giờ không nhúng tay vào các phương nhân quả, nàng lấy giao dịch tổ chức phương thức, trên đời gian lưu dưới mình đóng dấu, vì tương lai bố trí, tương lai thần chiến hồi sinh, nàng tùy thời cũng có thể bị cuốn vào trong nước xoáy đi, mà chỉ cần nàng ở nơi này thế gian, lưu lại dấu vết đóng dấu đủ nhiều, cũng sẽ không bị tùy tiện giết chết, thần minh là đặc biệt khó khăn giết chết, chỉ cần có một chút xíu dấu vết lưu tích chữ đều sẽ không hoàn toàn biến mất diệp thần ở lữ phủ bên trong ở yên lặng lĩnh ngộ vậy thần diệt thiên chiếu công bí ẩn hắn thiên phú vượt qua cái này thần diệt thiên chiếu công dĩ nhiên là trong phút chốc liền lĩnh ngộ thấu triệt nhưng hắn cũng không có thỏa mãn hắn thử nghiệm ngược dòng thiên cơ hy vọng có thể dòm ngó gặp thần diệt thiên chiếu công sau lưng vậy tam thập tam thiên thần thuật bí ẩn chỉ là tam thập tam thiên thần thuật nhưng là vô cùng thần bí diệp thần cũng không thấy được gì